Tiếp tục viết đi. Xong rồi ấy. Nhưng mà thế xin lại cái kia Ừ kìa. đây đây. Ồ, mất mẹ Ồ. rồi. Để. Mất mất rồi. Rồi. Lại phiên lại. Biết đến đâu rồi? Vừa lại là có hai chứng là trồng cây và không vứt ra bừa bãi thay đổi ý các Thì đã viết xong ít nhất chưa? ý thứ nhất là we can rebrand global warming by plant more tree and and use other không em lại đang viết ở đây rồi. Làm viên đâu Máy rồi? tính chị không mấy máy tính chị không ăn đu được nữa 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 Em đang định làm gì? em đang viết tiếp câu giải thích. À, thì vừa nãy bảo là trồng nhiều cây là bởi vì cây tạo ra oxy, xong rồi oxy thì giúp làm cho không khí sạch hơn, rồi mát hơn, với lại cây có thể ngăn chặn được, cây có thể giảm được lượng bụi trong không khí. Thôi, giảm được là lượng carbonic nữa. Nên nói Viết lại phần thứ hai nhá. Phần thứ nhất em đang viết rồi đúng không? Transportation, public one, cars and motorbikes tạo ra rất nhiều khói bụi, lights, mình ô nhiễm, smoke, homing, air quality chất lượng. Chất lượng không khí nhìn thấy sinh có Thấy chưa? rồi ạ. Pollution Tần là rất cái ô nhiễm. God. Nhưng Nghe được chưa? thấy chính này không rồi.
Ender. So Ok. Biết nào. Lúc đầu là we can prevent global warming by plan một mới mỗi ý kia đi đấy. By plan more tree and prevent by public ones. Plan more tree. Transport by okay. Hannah, firstly, firstly, Rochi make all season and trồng cây làm tạo ra nhiều không khí và nhưng mà cái cơ cái sao cái gì tạo ra nhiều không khí và đọc thử tiếng Việt xem nào. Trồng cây đầu tiên trồng cây tạo ra nhiều không khí và lọc bớt ô nhiễm môi trường. And replace and reduce the amount of dust of air or dust là gì? Dust ở trên núi gì? Dust là gì chị ơi? Dust là bụi. Dust this okay firstly and the secondly secondly cars and motorbikes release a lot of smoke. A lot of smoke. Okay. Smoke. Warming air quality. Harming air quality and the result is
là gì? Is reducing private cars. Sao lại em dùng sao nhỉ? You're so so I mean air quality dùng sao? Therefore thứ hai cậu ơi tại ra nhiều mối bụi tốt cho sức khỏe và cách giải và giải pháp là and the soul is the solution is sau là kết quả solution với là giải pháp solution is reducing solution là danh từ. And is reducing rebate. Reducing rebating. Rebate. Private. Trời ơi, private. Private. In the future when private cars mean reducing and the amount of pollution. Thấy chưa? Nhưng mà mình không có at least. No. Hết rồi, ok. Vấn đề ở đây là chị không hiểu tại sao em lại đi nêu một câu là chúng ta có thể giải có thể ngăn chặn bằng hai cách này, xong rồi đầu tiên thì giải thích cho cách một, xong rồi secondly giải thích cho cách hai. Ý ở đây sẽ là phải là firstly xong bắt đầu là chúng ta có thể làm cái này bằng cách trồng cây, có phải ở đây này không? Nghĩa là ý thứ nhất thì nêu giải pháp thứ nhất, xong rồi giải thích cho cái việc, cần giải thích tại sao lại làm cái việc đấy, hiểu không? Ok. Xong rồi ý thứ hai thì nêu giải pháp thứ hai, rồi bắt đầu giải thích tại sao làm việc đấy, chứ không phải là lúc bắt đầu sẽ là nêu ra một câu như thế. Câu đấy không cần thiết, bộc một phát vào luôn. Thứ nhất trồng cây, xong bắt đầu giải thích, xong thứ hai là thay thế, được chưa? Ok. Rồi đây để ghi vào đây đã. Rồi. Đây là cục xúc. Khá là như thế thì nó mới rõ ràng được. Rồi, grow. Chủ ngữ thì phải là growing chứ không phải grow. Bởi vì đằng sau nó là mix, động từ nó mix đây rồi thì growing tree nó phải là danh từ. Okay. Make cũng được mà produce thì nghe nó sẽ ấy hơn. Produce. All season and reduce, ok. Secondly, thay thế, can tạo ra rất nhiều. Rồi, ok. Ý ở đây nhá, xe máy và ô tô tạo ra rất nhiều khói, làm hại đến chất lượng môi trường. Vì vậy chứ không phải là nên giải pháp, và giải pháp là mình sẽ bảo là cho nên là hoặc là do vậy, được không? Ok. Therefore, hoặc là for this reason, hoặc là hence, xong phải một cái giảm cái này, nghĩa là giảm lượng ô nhiễm. Ok, got it. Ok. Ok, rồi. Đã hiểu mang máng nó như nào chưa? Thôi. Rồi này, phải làm nhiều mới biết quen, nếu không thì cũng lại quen. Ok. Tiếp theo là đoạn conclusion. Conclusion thì rất đơn giản thôi, chỉ tóm tắt lại các ý chính mà bài đã đưa ra trước đấy, xong bắt đầu có một câu là dự đoán hoặc là tương hoặc là khuyên bảo gì đấy do mình tự nghĩ. Đây, ví dụ đây, in conclusion, tóm lại này, có ba lợi ích chính của internet đấy là liên lạc này, kiến thức này, giải trí này. Đây, for this reason, vì vậy chúng ta nên sử dụng internet một cách phù hợp để có thể tận dụng được nó. Đó, kiểu nói chung chung như thế để cho nó bài nó khỏi cột đấy mà. Chứ tự nhiên kết luận cái là
có ba internet có ba lợi ích, nó trong bùng phát hết thì nó cụt đúng không? Thế nên là sẽ có một câu khuyên bảo và một câu dự đoán. Đó, kết luận thì đơn giản thế thôi. Và các từ thường dùng cho kết luận sẽ là in conclusion này, hoặc là to conclude. Conclusion phải, xong là bla bla bla. Conclude xong cũng phải, xong bắt đầu mới nói. In a nutshell, phải. Rồi. Ơn nó sao là gì chị? Nó tóm lại thôi. sao? Tóm lại. Sale, sale là bộ nó sale này là cái bỏ lại. Rất là sale là bỏ lại. Và còn một nghĩa đó là bản tóm tắt ngắn gọn. Cho nên là in a nutshell sẽ là tóm lại. Nước theo là vỏ quả hạch. Nhiều nghĩa, hai nghĩa, ba nghĩa cơ. Ok, chắc là hiểu chưa? Rồi. Nhớ được bài có những đoạn nào chưa? Có ba đoạn, mở vài chân bài, kết bài. Rồi. Trong ba đoạn đấy thì rất nhiều đúng không? Thì yêu không biết. Ok, đây, bài về nhà đây. Bài về nhà thì cũng được đấy rồi. What can be done to prevent global warming? Viết một bài hoàn chỉnh nhá. Ok, mở thân kép hoàn chỉnh. Yeah. Bữa hôm sau sẽ xem. Ok. Ok, global warming. Không cần viết dài đâu, chỉ cần viết nghĩa là nó rõ ràng là được đấy mà. Ok. Nếu mà làm một dao bút thì đánh cho chị gửi luôn thì nó sẽ dễ chữa hơn, không? Rồi. Làm dao bút xong gửi qua Zalo nhá. Hoặc là gửi hoặc là gửi mail cũng được. Y chị gửi email của chị lên em ghi luôn okay, thì chị ghi vào đây. Chung chung. Được, thấy chưa? Từ từ để em ghi email. Thế rồi. Để đến trong một đường. Oh my god. Tức là tạm email ở đây. Tân 9100. Tân 91020 Apple. Okay. So is that about class today? And I hope that is helpful for you. And it's not so boring because we do a quite different with from other class, right? Right. Yes, and see you on tối thứ năm đúng không? Yeah. Yeah, 8:15 nha. Yeah. Yeah, okay, goodbye. Bye.